quay tổng quan chiếc đoạn dài cho các bác xem đây. Đấy, hàng thì hoàn thiện rất là tinh kỹ. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã nhấn vào xem video clip của bên nhà em. Và lại là em Hùng Biện đây. Và ngày hôm nay thì em giới thiệu đến tất cả các bác nào đang đam mê về những mẫu sản phẩm như Âu Á Hộp, một bộ sản phẩm Âu Á Hộp hàng VIP, hàng đặt, và kèm theo đó là một chiếc kệ TV sừng trâu, toàn bộ là được làm từ chất liệu gỗ hương đá. Thì hai cái sản phẩm này nó có gì đặc biệt thì em rất mong được các bác hãy bỏ ra khoảng vài phút để em sẽ review cho các bác các cái đường nét chi tiết của hai sản phẩm này nó có gì đặc biệt, và em sẽ báo giá công khai cho các bác để các bác tham khảo và chiêm ngưỡng các bác nhá. Đấy, thì đầu tiên đây thì em xin giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm Âu Á Hộp hàng VIP hàng đặt này, bao gồm là 6 món, gồm một đoạn lớn này và hai cái con, ở giữa là một bàn to và cuối kia là một chiếc đôn kẹp bàn, và đầu tiên đây là một chiếc đôn thấp. Thì bộ sản phẩm này bên nhà em làm là theo quy cách là hàng đại các bác nhé. Đoạn dài 2m7 và mặt dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân, cột 12, cột liền khối, cuốn thư liền, chân 12, hàng chọn gỗ chọn vân. Thì đầu tiên em xin quay lại gần chiếc đoạn dài đây. Đoạn dài là em làm theo thông số kỹ thuật là dài 2m7 cả phụ bì và sâu là 65. Cao từ chân này tới trương cuốn thư là cao 1m20. Đấy, và sâu trong lòng đoạn ngồi là sâu 65. Và hàng trương thì em làm là trương đục cuốn thư các bác nhá. Và là cuốn thư liền. Đây, cuốn thư liền. Và bộ sản phẩm này em làm là cái bản cuốn thư này là rất là rộng các bác nhá, cực kỳ là rộng này. Đấy, đây. Em quay cho các bác xem này. Trương cuốn thư. Và vách thì em làm là vách đục tứ quý tùng trúc cung mai. Đấy, vách đục tứ quý tùng trúc cung mai, tượng trưng cho bốn mùa là xuân hạ thu đông nha các bác nhá. Đấy, và vách thì em làm dày là 2 phân các bạn. Vách làm dày 2 phân và cột đây. Cột thì em làm bản cột rộng 12 và làm dày là 7 phân các bạn nhá. Dày 7 phân. Đấy. Và tê hộp thì em làm là tê hộp đục đồng tiền, và dưới tê hộp thì em đục là cá chép. Đây các bạn xem đây. Đấy, và hàng hoàn thiện nhá, toàn bộ là được bên nhà em hoàn thiện là dòng sơn mà O7, dòng sơn mà tốt nhất của Đài Loan này các bạn nhá. Sờ thì luột trẻ mắt thát luôn các bạn nhá. Và mặt đoạn này, mặt đoạn em làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân các bác nhá. Dày 2 phân đây. Cực kỳ là dày và hàng là hàng trọn vân, đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Đấy. Đây vân veo cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Khuôn tranh thì em làm dày là 4 phân các bác ạ. Khuôn tranh dày 4 phân này. Cổ chỉ đục là cổ chỉ đục rích rắc, và yếm làm dày là 3 phân. Triện là triện đục toàn bộ này. Đấy. Đây, và đặc biệt bộ sản phẩm này em làm là chân 12 các bác nhá. Chân 12. Gỗ bộ sản phẩm này em làm là gỗ tuyển chọn lục lõi xỉ đét 100% chất liệu gỗ hương đá Lam Phi các bác ạ. Đấy, thì mẫu sản phẩm như Âu Á Hộp này thì các bác nào và có những mẫu phòng khách nhà ống, nhà hiện đại thì kê ở bên trong nhìn rất là sang trọng và đẹp các bác nhá. Đây, em quay tổng quan chiếc đoạn dài cho các bác xem đây. Đấy, hàng thì hoàn thiện rất là tinh kỹ. Và đến với sản phẩm tiếp theo là một chiếc bàn lớn. Bàn lớn này em làm theo thông số kỹ thuật là dài là 1m50 và rộng là 81. Mặt bàn làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân các bác nhá. Dày 2 phân này, cực kỳ là dày. Và bàn đôn em làm bàn đôn em kéo đi theo để cho các bác kéo ra kéo vào đồ đây, rất là tiện. Đấy, và yếm thì làm dày là 3 phân. Chân là chân 12 và góc cách em đục toàn bộ các bác nhá. Đấy, mặt xẻ nguyên một tấm này, mặt bàn đây. Vân veo thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Đấy, sờ thì luột chảy luôn này các bác, sờ mát thát. Đấy. Đây em sẽ quay tổng quan chiếc mà cái bàn này cho các bác xem này. Đây nhá, các bác xem này, vân đẹp thôi rồi luôn các bác ạ. Hàng thì hoàn thiện cực kỳ tinh kỹ. Đấy, và đến với sản phẩm thứ ba là một chiếc đôn ngồi là em làm là theo thông số kỹ thuật là 45 x 45. Mặt đôn em làm xẻ nguyên một tấm, làm dày là 2 phân. Khuôn tranh thì em làm dày là 4 phân luôn các bác ạ. Cổ chỉ làm cổ chỉ đúng rích rắc này. Cổ chỉ đúng rích rắc các bác nhá. Và yếm thì làm dày là 3 phân. Triện góc đục toàn bộ. Rồi. Và đến với hai sản phẩm tiếp theo là hai chiếc cái đơn này. Hai chiếc cái đơn này em làm theo cùng một thông số kỹ thuật là sâu 65 và rộng là 1m03 luôn các bác ạ. Và cao cũng là cao 1m20. Và hàng thì hàng cuốn thư liền. Cuốn thư liền các bác nhá. Đây, cuốn thư liền toàn bộ này. Rồi, và vách thì em làm là vách đục tứ quý tùng trúc cung mai, tượng trưng cho bốn mùa là xuân hạ thu đông. Và hàng hoàn thiện nhá, cực kỳ là kỹ nhá các bác nhá. Đây các bác xem này, tất cả các góc cách này. Đấy, và làm vách làm dày là 2 phân,
Cột là cột rộng 12 và làm dày là 7 phân, cột liền khối, cuốn thư liền khối, te hộp đục đồng tiền. Đây. Và mặt thì em làm xẻ nguyên một tấm và làm dày là 2 phân các bác nhá. Dày 2 phân này, khuôn tranh thì làm dày là 4 phân. Cổ chỉ là cổ chỉ đục zích zắc và yếm thì làm dày là 3 phân. Chân thì là chân 12, chân 12. Đấy, góc quách em đục toàn bộ nha các bác nhá. Đây còn lại chiếc ghế đơn còn lại đây. Rất là đẹp. Đây các bạn xem chiếc ghế đơn lại đây. Hàng vân veo thì cực kỳ đẹp và gỗ thì lục lõi 100% chất liệu của hương đá các bác nhá. Đấy. Kể cả trong gầm nó cũng đẹp như mặt trước luôn các bác nhá. Hàng là hàng chọn gỗ chọn vân, hàng VIP, hàng đại. Bộ sản phẩm này làm theo quy cách là hàng đại các bác nhá. Kích thước to hơn. Đấy, dài rộng hơn. Đấy. Đến với sản phẩm cuối cùng là một chiếc đôn kẹp bàn thì em làm theo thông số kỹ thuật là rộng là 45 và dài 81. Và mặt đôn em làm xẻ nguyên một tấm này và làm dày là 2 phân. Đấy, khuôn tranh thì em làm dày là 4 phân. Đấy, đây. Đôn em cũng làm đôn ngăn kéo để cho các bác kéo ra kéo vào đồ nhá. Đấy, các bác xem đây. Yếm thì toàn bộ là dày 3 phân rồi. Cổ chỉ đục toàn bộ này. Đấy, thì bộ sản phẩm này em xin công ra công khai báo giá mọi người là em đang bán với giá là 47.800. Đấy, đã bao gồm là hoàn thiện, đẹp đẽ và miễn phí vận chuyển trong bán kính là 50 km. Và kèm theo đó là một chiếc kệ tivi sừng trâu dài 2m4 và rộng là 43, cao là 81 và hàng là hàng chọn gỗ chọn vân. Cánh thì em làm là cánh đục tứ quý, tùng trúc cúc mai, tượng trưng cho bốn mùa là xuân hạ thu đông. Và mặt đây, hàng thì bên em hoàn thiện toàn bộ nhá. Hàng hoàn thiện cực kỳ đẹp luôn các bác. Vân veo thì đẹp thôi rồi luôn. Đây các bác nhìn này. Đấy, cánh thì em làm cánh đục tứ quý nha mọi người nhá. Cánh đục tứ quý này. Yếm em đục là hoa là tây. Đây mọi người xem đây. Đấy, và chiếc kệ tivi sừng trâu này bên em đang bán với giá là 10.500.000 nhé các bác nhá. Đấy, thì các bác nào mà có những bình luận và đóng góp ý kiến gì thì các bác hãy comment ở dưới bình luận, phần bình luận ý kiến giúp em nhá. Và các bác xem được video clip này của em mà thấy hay thì các bác hãy nhấn cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh. Đấy, và các bác nào mà đang quan tâm về hai cái sản phẩm này muốn đặt hàng trực tiếp thì hãy liên hệ qua hotline của em là 0961 19 40. Còn địa chỉ xưởng nhà em đang quay là cạnh cây xăng Cầu Bài thuộc xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là cơ sở 1. Còn cơ sở 2 của nhà em là nhà máy xử lý rác nhiệt phân Blama Đông Anh, đường Cái Lam Hà, Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Đấy, và em xin báo giá công khai với mọi người một lần nữa là một bộ sản phẩm Âu Á hộp, hàng VIP, hàng đại, 6 món được làm từ chất liệu của hương đá này. Em đang bán với giá là 47.800.000, giá hoàn thiện đẹp kỹ các bác nhá. Và kèm theo đó là một chiếc kệ tivi sừng trâu dài 2m4 và cũng được làm từ chất liệu của hương đá. Hàng đẹp này em đang bán với giá là 10.500.000. Các bác muốn quan tâm, muốn đặt hàng và muốn tư vấn trực tiếp thì hãy liên hệ qua hotline của em là 0961 19 40 nha mọi người nhá. Còn mua hàng bên em sẽ có những chế độ ưu đãi là miễn phí vận chuyển trong bán kính 50 km và tặng các bác kính bản kính đôn. Trong thời gian này thì mua hàng bên em sẽ tặng cho các bác một bộ combo cây trà trị giá 1.2 triệu và miễn phí vận chuyển trong bán kính 50 km trở tận nhà các bác nhá. Còn cảm ơn tất cả các bác đã dành bớt chút thời gian để xem hết cái video clip này của bên nhà em. Và em xin dừng video clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin chào.